Xin chào anh chị nhà đầu tư ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán NMC Phenon Thì như thường lệ cuối ngày em cũng ngồi lại với anh chị mình Để nhìn nhận về thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay một phiên mà thị trường vẫn tiếp tục một cái xung lực tăng rất là mạnh mẽ có những cái mạng cổ phiếu giống như là con novaland là nó là tạo ra một cái tín hiệu rất là tiêu cực trong những cái giai đoạn vừa rồi tuy nhiên đối với những cái nhịp cứu sang lần hai thì hàng về hôm nay nó tiếp tục nó cho anh chị mình chốt lại có nghĩa là những cái lượng hàng lãi ngày hôm nay tiếp tục được hấp thụ và nó tạo ra một cái xung lực cực kỳ tốt cho thị trường của chúng ta trong một cái giai đoạn gọi là giai đoạn thân kéo như thế này bắt gọi là nó có những cái nhịp chạy sóng những cái nhịp gọi là cái đoạn thân kéo và những cái đoạn này là những cái đoạn gọi là đoạn siêu kiếm tiền đơn cử như những cái mã cổ phiếu mà anh chị mình hầu như là trong kể cả trong một cái giai đoạn uptrend đi giống như là mã cổ phiếu của hòa phát đi trong một cái giai đoạn uptrend mà hầu như là cái giai đoạn cổ phiếu nó tăng một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên năm phiên nó có những cái dấu hiệu trăng ngắt gần trăng mà kể cả trong một cái thời gian uptrend anh chị mình cũng rất là khó để mà tìm kiếm được một cái nhịp như thế này đối với cổ phiếu đối với thị trường của chúng ta nên là em đánh giá những cái giai đoạn này là những cái giai đoạn mà siêu kiếm tiền và những cái giai đoạn mà hầu như là kể từ xuyên suốt trong một cái đà biên rơi của thị trường từ đầu năm đến giờ thì cái nhịp này là cái nhịp mà em đánh giá là ngon nhất và những cái nhịp mà anh chị mình kiếm mình được một cái khoản lại rất là lớn trong một cái khoảng thời gian ngắn Tuy nhiên nó đồng nghĩa với cái việc anh chị mình phải nhận diện ra những cái mã cổ phiếu nó sớm Nhận diện ra những cái cơ hội nó sớm anh chị ha Nó là hầu như là trong những cái quá trình gọi là quá trình để mà em khuyến nghị cho anh chị mình thì đều khuyến nghị ở những cái nhịp trắng sóng Có những cái mã cổ phiếu anh chị mình tham gia nó mang lại những cái còn lại rất là lớn giống như những cái mã cổ phiếu của Hòa Phát đi Mình có tham gia cái phiên này nè Đấy cái phiên này là cái phiên mà rất là nhiều nhà tôi tư mình nghi ngờ nhưng mà cái phiên này lại là những cái phiên mà em thấy đấy mới là những cái cơ hội khi mà cổ phiếu nó tạo được những cái bước chạy đà giai đoạn trước nên là những cái yếu tố nhịp chỉnh về này ở những cái điểm môi dòng tiền vào những cái yếu tố bích cầu của cái phiên ngày hôm nay đấy là những cái dấu hiệu của một cái dòng tiền vào cực kỳ quyết liệt nó là những cái phiên những cái phiên tiếp theo á, những cái lượng hàng FOMO lập tức nó bị dụ bỏ ra thì sau đó là hầu như là nó không cho anh chị mình mua trở lại Đấy, đối với những cái tâm lý anh chị mình cực, gọi là cực kỳ khó chịu nếu mà anh chị mình đã bị dụ bỏ trong những cái nhịp vừa rồi Nên là sau đó nó kéo 5 viên tròn, năm phiên tuần nó mang lại một cái biên độ lợi nhuận cho anh chị mình trong ngắn hạn là 35% Đấy trong một cái nhịp uptrend anh chị mình chưa chắc đã gọi là đã nó đã chạy được một cái nhịp như thế này đối với cổ phiếu Nó là những cái giai đoạn này là một cái giai đoạn siêu kiếm tiền Và nó lại mang một cái tính chất là nó sẽ tương đối khó chịu về một vài cái yếu tố Là cái việc đó, mà trong viên nó sẽ có những cái yếu tố nó rung lắc Đấy nên là cái khoản bảo hiểm của anh chị mình chính là những cái vị thế anh chị mình tham gia Có nghĩa là những cái vị thế mà anh chị mình tham gia tốt đi Giống như là những cái cổ phiếu em có khuyến nghị cho anh chị mình là mã cổ phiếu của HPG này hay là mã cổ phiếu của những cái nhóm ngành chứng khoán những cái nhóm ngành thép là những cái mã cổ phiếu mà nó tạo ra được những cái xung lực gọi là khi mà cái vị thế ở những cái điểm mua như thế này nó cực kỳ tốt nó là những yếu tố rung dữ rung lắc như thế này này là cái việc mà anh chị gọi là mình có thể mình đấy là những cái khoản bảo hiểm để mà mình trải qua những cái nhịp rung lắc của của cổ phiếu còn những cái vị thế mà mua cao như thế này nè bắt đầu những cái nhịp rung lắc là rất là lo ngại tại vì nó bắt đầu nó ăn vào những cái vùng giá vốn của anh chị mình nên là nó sẽ rất là dễ tạo ra những cái tín hiệu dụ bỏ những cái lượng hàng trong ngắn hàng đặc biệt là những cái lượng hàng FOMO ở những cái vùng giá cao anh chị ha đấy nên là đấy những cái vị thế là những cái vị thế ở những cái vùng giá thấp nó sẽ là những cái khoản bảo hiểm của anh chị mình còn đối với thị trường của chúng ta anh chị mình có thể thấy được là bắt đầu những cái tín hiệu gọi là cái thanh khoản gọi là thanh khoản có những cái dấu hiệu nó duy trì được những cái nhịp bùng nổ hầu như là trong những cái giai đoạn trước anh chị mình xem qua thì thanh khoản nó chỉ ở mức gọi là mức 6 nghìn tỷ 7 nghìn tỷ cái phiên cao lắm thì còn 9 nghìn tỷ thôi thì rất là nhiều nhà tư mình nhận định là cái thị trường của chúng ta là thiếu tiền nhưng mà em có làm một cái video để mà em cập nhật với anh chị mình á, là cái bản chất của thị trường của chúng ta không phải là những cái thị trường thiếu tiền mà thị trường hiện là mà là một cái thị trường mà nó thiếu đi những cái niềm tin chứ còn bản chất cái dòng tiền bên ngoài người ta vẫn còn rất là nhiều đấy nó thể hiện cho cái phiên này nè từ cái phiên này là em cũng có đã có cập nhật với anh chị mình rồi á là cái thị trường của chúng ta là nó không phải là một cái thị trường thiếu tiền mà khi mà cái động thái của chính phủ nè, cái này là cái động thái của chính phủ này người ta ra tay người ta gọi là người ta có được những cái định hướng gọi là có được những cái quyết sách để mà người ta hỗ trợ những cái vấn đề nóng liên quan đến bất động sản thì lập tức những cái dòng tiền được kích thích gọi là quay trở lại đối với thị trường còn những cái giai đoạn này là giai đoạn nhà đầu tư gọi là được có được những cái niềm tin tại vì bắt đầu những cái mạng cổ phiếu nó cho ra một cái biên độ lợi những cực kỳ lớn giống như là những cái nhóm ngành bất động sản giống như đơn cử giống như con l 14 bốn này nó đây từ những cái vùng nền đáy này đi lên là khoảng đầu đó là một trăm chín mươi trong cả một cái giai đoạn gấp trên thì hầu như là cũng rất là khó kiếm được một cái mà cổ phiếu nào nó tăng cứ liên tục tù tì như thế này anh chị ha đấy nó là khi một cái quá trình dự bỏ khi mà cái niềm tin được trở lại thì thị trường của chúng ta nó đánh một cái yếu tố gọi là cái dòng tiền vào nó cực kỳ điên loạn và nhìn chung là cái yếu tố tâm lý hiện tại bây giờ á là bán ra là mất hàng nhưng mà yếu tố điều chỉnh trở lại thì nhà tư mình lại không dám mua đấy nên là nó tạo ra một cái gọi là cái cái cửa sự mâu thuẫn như thế đó nên là để mà đảm bảo để mà trải qua được những cái giai đoạn rung lắc của thị trường thì mình phải có được những cái vị thế tốt à, anh yeah, chị ha đấy nên là để mà mình ăn trọn được một cái cơn sóng gọi là để mà tránh những cái nhịp mình bán non á thì nó quan trọng nhất chính là cái vị thế của anh chị mình và anh chị mình cầm nắm những cái mã cổ phiếu nào thì em em cũng có cập nhật với anh chị mình và chọn lọc rất là kỹ lưỡng đối với những cái mã cổ phiếu thuộc dạng mạnh của từng dòng giống là nhóm ngành thép có HPG nó cứ liên tục tù tùy nó tăng thôi giống như nhóm ngành khu công nghiệp có con IGC nè đấy con IGC này cứ liên tục nó tăng thôi đây là cái phiên dòng tiền mồi vào này cứ liên tục nó tốc tắt nó tăng hay là con KBC cũng thế là những cái mã cổ phiếu em có cập nhật khuyến nghị với chị mình thì đấy là chính là những cái điểm điểm này là chính là những cái điểm mua em khuyến nghị nè đấy thì hôm nay nó cứ liên tục nó tăng trần như thế này thôi thì bắt đầu nó chạm đến những cái vùng target trước mắt của mình nhưng mà đối với những cái vùng target tiếp theo đối với thị trường của chúng ta thì nó sẽ có một cái vấn đề là khi nào và câu hỏi đặt ra là khi nào nhà đầu tư gọi là mình gọi là khi nào nhà đầu tư gọi là mình nên chốt lại khi mà đối với thị trường chung của chúng ta nó xuất hiện những cái dấu hiệu nó gọi là nó chững lại về một cái giai đoạn sống để mà nó chuyển từ những cái giai đoạn thân cá sang những cái giai đoạn đầu cá giai đoạn đuôi cá để mà chiến chỉ gì, để mà anh chị mình thực hiện hóa những cái lợi nhuận và đặc biệt là để cho anh chị mình tránh những cái nhịp anh chị mình bán mà cổ phiếu nó bị non đi ha thì trong cái phần này video em sẽ cập nhật với anh chị mình về những cái vấn đề đó còn đối với những cái điểm mua những cái điểm mua như thế nào những cái cổ phiếu mua như thế nào em có, đã có liên tục cập nhật với anh chị mình về những cái giai đoạn vừa rồi ha à, đấy nên là đó cũng là những cái thành quả và đặc biệt á thì à, nhìn chung á là cái giai đoạn này là một cái giai đoạn mà nó thuộc dạng thân cá có nghĩa là thân cá là rất nhiều thịt và ăn nó sẽ là một cái phần rất là ngon đấy nhưng mà bắt đầu nó qua những cái giai đoạn đuôi cá về những cái giai đoạn phân hóa đằng sau á thì anh chị mình gọi là cái miếng thịt nó sẽ bắt đầu nó chọn lọc lại và bắt đầu là nó xuất hiện những cái mạnh xương đấy nên là mình sẽ cái tính chọn lọc nó sẽ cực kỳ kỹ cứ giống như là một cái gọi là giai đoạn thân mía đi giai đoạn thân mía anh chị mình ăn rất là ngọt đấy giai đoạn gọi là giai đoạn đầu mía đầu mía đầu cái khúc mía là giai đoạn này nè là giai đoạn đầu khúc mía này là anh chị mình gọi là mình ăn gọi là cái mức độ ngọt của mình ngọt ngào của mình đó là rất là gọi là rất nó rất là ngọt ngào nhưng mà cái bản chất là ăn nó sẽ rất là cứng đấy nên là nó sẽ rất là chọn lọc chọn lọc đối với gọi là đặc biệt là nó sẽ phụ thuộc vào cái tính độ quyết liệt của anh chị mình nó là rất nhìn chung là cái nhịp chạy đá là một cái nhịp tiền đề thôi để mà gọi là nó không phải là những cái nhịp đánh sống chính tại vì cái bản chất nếu mà nắm bắt ở những cái giai đoạn này á cũng không phải là một cái quá trình đi với một cái quy mô quy mô vốn lớn nhưng mà trong những nhịp chạy sống này này mình đi được một cái quy mô vốn lớn đấy nên là nó chuyển sang những cái giai đoạn gọi là giai đoạn thăng mía liên anh chị mình nó đấy là những cái giai đoạn ngon nhất của một cái quá trình tăng đấy ngon nhất của một cái gọi là cái cây mía nhưng mà bắt đầu qua những cái gọi là cái nó thuộc gọi là nó về trở về sau nó chuyển giao qua những cái giai đoạn gọi là à, giai đoạn đuôi mía ngọn mía thì nó bắt đầu cái sự nhạt nhẽo nó sẽ dần hình thành và nó cái tính chọn, tròn nó vẫn sẽ gọi là nó sẽ cực kỳ cao trong những cái giai đoạn sắp tới anh chị ha nó là anh chị mình đơn cử qua hai cái bài cổ phiếu giống như con Novaland nè nói thì em cũng có phân tích với anh chị mình á là cái nhịp đầu là cái nhịp không nên bắt cái nhịp đầu là cái nhịp để mà nó gọi là nó tạo ra được những cái sự phô mô tạo ra những cái sự đeo bám là lúc đó nó tạo ra những cái nhịp rung vũ cực kỳ mạnh thì đối với những cái nhịp cứu sàn lần hai thì mình bắt buộc gọi là đây chính là những cái nhịp đủ những cái mức độ tin cậy để mà nó kéo theo nó làm cho cái tấm tín hiệu nó bổ trợ cho những cái nhóm ngành bất động sản nó đi lên thì mình cũng có cập nhật với anh chị mình này, là trong khoảng trong cái room khách hàng của mình là ngày 28 tháng 11 có nghĩa là có nghĩa là cái phiên này nè cái phiên được cứu sàn lần hai á là em có cập nhật với anh chị minh á là cái thị trường hiện tại là nó có một cái phiên xác nhận đủ một cái mức độ tin cậy cho một cái nhịp sóng ngắn và khi có dòng tiền tập trung vào những cái mã cổ phiếu khỏe thì anh chị mình cập em cập nhật những cái mã cổ phiếu mạnh của từng dòng này thì có ban này có chứng này SSI SSS FTS thì nhóm sau có mã cổ phiếu của VND này nó khi mà cái điểm xác nhận nó vượt khoảng giá 12 á, thì nó sẽ xác nhận một cái mô hình vai đầu vai ngược thì hôm nay con VND VND nó như thế nào chị VND nó vẫn tiếp tục nó gần trần đấy khi mà nó vượt khỏi những cái điểm kháng cự cổ phiếu thì nó sẽ vào những cái nhịp sóng ngắn anh chị ha đấy chung là những cái từ vùng giá 12 trở đi đi thì nếu mà anh chị mình từ vùng giá 12 trở đi thì hôm nay cũng 14 phần trăm rồi Đấy thì có thể nó sẽ bắt đầu nó gặp lại những cái ngưỡng kháng cự thì có thể nó sẽ chừng lại một vài phiên sắp tới Đấy nó tạo ra một cái vùng nền mới thì nó sẽ tiếp tục nó xuất hiện những cái cơ hội anh chị ha đó là VND nè Đấy thì nhóm thép nè HBG, HSG, Nam Kim còn khu công nghiệp này có KBC, có EGC thì hầu như nhóm thép thì mình không có nhóm thép và nhóm chứng khoán thì mình không có bàn cãi nữa. Là hai cái nhóm ngành này nó cực kỳ mạnh trong những cái giai đoạn này và hầu như là nó là hai cái nhóm ngành mà nó thuộc dạng xương sống trong giai đoạn này để mà nó thúc đẩy những cái dòng tiền thu hút về mặt cuối phiên. Đấy nên là anh chị mình thấy cuối phiên á là cái nhóm thép nó được đẩy lên, cái nhóm chứng khoán nó được đẩy lên về những cái lực gọi là cái lực cầu rất là mạnh mẽ để mà nó tạo ra những cái tín hiệu hấp tụ cho một cái xung lực của thị trường của chúng ta. Đấy còn những cái nhóm ngành sau là giống như là nhóm ngành khu công nghiệp có KBC. Đấy tiếp tục nó trần. Đấy, tiếp tục nhìn chung là găng trăng này thì những cái điểm này là những cái điểm mua này cứ trăng 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 liên tục như thế hay là con EGC này cũng thế này Đấy là những cái phiên mà nó cứ liên tục nó tăng thôi thì những cái mã cổ phiếu mà em cập nhật trong cái room của mình hay là những cái yếu tố trên cái kênh cái kênh youtube cộng đồng á thì đều là những cái mã cổ phiếu khỏe và nó có những cái tính chọn lọc cực kỳ cao đấy nó là những cái mã cổ phiếu đặc biệt là nhóm trụ nữa này thì nhóm trụ có mã cổ phiếu của Bao này có Bao hôm nay cũng bắt đầu nó bật tăng đấy nhìn chung là nó của em còn vẫn còn mà cổ phiếu của bầu mình mua ở những cái vị thế như thế này này đấy để mà mình nhận diện sớm chứ gì để mình mà những cái giai đoạn rung lắc á mình trải qua được đấy mà để mà mình ăn trọn cả một cái cơn sóng của nó ha à, bao nè thì hôm nay có thêm mã cổ phiếu của BVH ấy, nó có những cái điểm môi của dòng tiền, thì những cái mã phiếu Vinamilk hay là FPT nó vẫn là những cái xung lực rất là tốt. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, thì em quan sát được có mã cổ phiếu của BVH ấy, nó cũng là những cái mã cổ phiếu mà bắt đầu nó được thu hút những cái dòng tiền ở những cái gọi là cái điểm trũng của một cái yếu tố về mặt dòng tiền. Thì dòng tiền bắt đầu nó tìm đến những cái chỗ trũng thì những cái mã cổ phiếu này nó có xuất hiện điểm mua hay không, thì nó có gọi là nó có thuộc dạng gọi là trâu trầm có uống được nước đục hay không? Thì cái phần tiếp theo video em sẽ phân tích với anh chị mình. Nếu mà anh chị mình thấy cái phương cái gọi là những cái cái nhận định đó nó đi đúng với với những cái yếu tố gọi là cái phương pháp mà anh chị mình đang theo đuổi á, thì anh chị mình có thể mình chú ý tới nếu mà anh chị mình đang cầm những cái lượng tiền và mà anh chị mình không biết mua những cái mà cổ phiếu gì anh chị ha chứ còn bạn chắc những cái giai đoạn này nó chạy sóng hết rồi đó mình có khuyến nghị là những cái mã cổ phiếu hầu như là nó đang có những cái mà cổ phiếu mà mình em có chọn lọc qua hay là em có khuyến nghị á thì đều những cái mà cổ phiếu bật tăng rất là tốt anh chị ha là đặc biệt là nhóm ngành bất động sản này thì bất động sản giai đoạn trước á thì những cái nhịp giảm rất là sâu thì nó hồi nó sẽ mạnh đó, nó tiền giảm nó giảm bởi vì cái vĩ mô chính sách thì nó cũng sẽ hồi khi mà cái chính sách được gọi là được có những cái định hướng mới anh chị ha nên là những cái nhịp tới này cái mã cổ phiếu của Novaland mà nó được cứu một lần nữa thì khả năng cái dòng này á là nó sẽ bổ trợ cho một cái quá trình hồi phục trở lại của nhóm ngành bất động sản thì cái nhịp đầu cứu này nó sẽ có những cái sự đeo bám nhưng mà đa phần cái lượng hàng gọi là cái một phần cái lượng hàng đã được dự bỏ đấy nên là nếu mà được cứu lần nữa thì khả năng nó sẽ xuất hiện những cái nhịp hồi trở lại cùng với nhóm ngành bất động sản À, đấy cùng với những cái nhóm ảnh báo động sản này nên là cái mình á mà gọi là nhìn chung là mình cũng điểm mua á, thì cũng đều tập trung vào những cái mạng cổ phiếu dẫn dắt của từng ngành thôi thì đặc tính là những cái mạng cổ phiếu chạy đa mạnh đấy như vừa rồi nên là những cái yếu tố đều có đang có những cái xung lực tốt thì room mình nhận diện sớm thì những cái khoản tiếp theo á thì nó sẽ là những cái khoản bảo hiểm cho một cái quá trình rung lắc của cổ phiếu thì đối với một cái mạng cổ phiếu của Novaland khi mà nó cứu sang lần hai này thì cũng có tham gia thì lúc đó cái vùng giá này quanh quanh cái ngưỡng giá tham chiếu rồi. đó giống như là con Novaland nè đấy thì em cũng đi với những cái nhận định của mình thôi đấy thì mình tin tưởng những cái nhận định của mình mình gọi là mình có được những cái điểm tham khảo có được những cái yếu tố gọi là cái sự quyết liệt thì cái phiên này mình tham gia này đấy thì hôm nay là nhìn chung là nó tăng được 14% phần trăm đấy 14% phần trăm cho những cái khoản lại rất là tốt tại vì những cái nhịp này em đánh giá là những cái nhịp nó đủ một cái mức độ tin cậy đấy nên là mới những cái yếu tố gọi là cái lượng hàng hôm nay về nè là nó cho anh chị mình chốt lại hết nó cho anh chị mình chốt lại hết đấy những cái lượng hàng nào bắt đấy những cái lượng hàng nào mà gọi là có để mình bắt cái phim này bắt không cho không cho thang, gọi là không cho ăn nhưng mà cái phiên này bắt đầu bắt cho ăn thì có khả năng nó vẫn sẽ còn những cái xung lực để mà nó tạo ra những cái tín hiệu đà tăng tiếp diễn đó là ngày hôm nay là rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nhóm ngành bất động sản nó trần giống như, như là con DG đi hôm nay nó tiếp tục nó tạo ra những cái điểm trần hay là con đất xanh này nó tạo ra những cái điểm trần tiếp tục này hay là kể cả những cái mã cổ phiếu giống như là sale hay là những mã cổ phiếu Hà Đô hay là HDC nữa nó đều tạo ra những cái điểm tăng nó là anh chị mình bỏ qua những cái điểm sóng này á thì cực kỳ tiếc trong giai đoạn này tại vì trong một cái giai đoạn mà từ đầu năm đến giờ, là, là cái thị trường của mình là trải qua một cái giai đoạn cực kỳ đau thương và cực kỳ bi đát và cái tài khoản của chị mình nó cứ ba mòn ba mòn dần qua những cái nhịp độ giảm của thị trường đấy nó là dần dần nó bị teo tóp trở lại giống như là ngày hôm ngày hôm hôm qua với lại ngày hôm nay á cái khối lượng giao dịch gọi là cái số lượng giao dịch cổ phiếu nó khoảng một tỷ đơn vị đã hơn 1 tỷ đơn vị nhưng mà cái thanh khoản nó chỉ còn 17 000 tỷ thôi nhưng mà đối với một cái việc mà nếu mà giao dịch một tỷ đơn vị á, mà nó thuộc ở những cái vùng nền trên đây nè thì cái khối lượng giao dịch nó phải phải rơi vào khoảng 10 gọi là 40 đến 50 000 tỷ anh chị lưu ý ha nó là cái thị giá bây giờ đối với cổ phiếu nó cực kỳ thấp nó là cái mức độ biến động của cổ phiếu nó sẽ rất là cao nó là anh chị mình tận dụng được những cái nhịp này này thì mình gọi là mình những cái mất mát đau thương ở những cái giai đoạn trước mình sẽ được bù lại trong một cái giai đoạn này của thị trường và đặc biệt là gọi là nó lấy của anh chị mình gọi là 10 phần thì hôm nay những cái phiên như thế này này nó trả lại cho anh chị mình ba phần nó trả lại cho anh chị mình bốn phần nếu mà anh chị mình bắt đúng những cái mã cổ phiếu bắt những cái mã cổ phiếu mà mình nhận diện được những cái mức độ nó tốt hơn á thì có những cái mã cổ cổ phiếu nó tăng đâu đó là 50% thậm chí là một phần trăm giống như là mà cổ phiếu của sale đây nó tăng là từ vùng giá dưới này nó lên vùng giá này là 130% đấy nó là nếu mà cái trường hợp em đánh giá mà bỏ lỡ qua một cái nhịp sóng này á thì em đánh giá là cực kỳ tiếc cho từ đây đến cuối năm và từ đến cuối năm em đánh giá là nó sẽ rất là khó để mà nó tạo ra được một cái điểm sóng như thế này nữa đấy để mà anh chị mình nắm bắt anh chị ha có thể nó sẽ trong một cái yếu tố gọi là nó dập dìu đấy nó có thể là trong gọi là trong những cái nhịp tăng nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh sau đó tăng tiếp nhưng mà cái tô đầu lại á, những cái điểm sóng để mà nó chạy mạnh mẽ giống như là giai đoạn này thì nó sẽ rất là khó để mà nó xuất hiện một lần nữa đấy nên là giai đoạn này để mà bỏ qua thì cực kỳ tiếc và một cái giai đoạn gọi là giai đoạn siêu kiếm tiền của anh chị mình ha đấy nên là nhìn chung á là cái việc mà đối với nhà đầu tư mà mình cầm sống á thì mình nên chú ý cho những cái đặc tính tiếp theo nối mà thị trường nó xuất hiện những cái yếu tố gọi là nó bắt đầu nó tạo ra những cáp lực chốt lại thì cáp lực chốt lại trong bảy cái gọi là bảy cái thanh nến về vsa á thì nó sẽ có một cái phiên gọi là cái phiên nó xuất hiện những cái dấu hiệu chốt lãi đầu tiên chính là một cái phiên sắc cao tại cái phiên sắc cao này nó có một cái đặc tính như thế nào thì anh chị mình lưu ý này thì tại vì cái bản chất bên ngoài á bây giờ cái tâm lý của của nhà đầu tư bây giờ á, là người ta gọi là mất niềm tin giai đoạn này nè đến một lúc nào đó bắt đầu thị trường nó cho những cái điểm sống rất rõ ràng rồi á thì bắt đầu người ta có lại những cái niềm tin nhưng mà lại vô hình chung đồng nghĩa với đó thì nó lại không cho những cái điểm mua an toàn nữa đấy nhà đầu tư bây giờ á, là cái một cái tâm lý cầm tiền bây giờ đó, là chỉ chờ những cái thị trường chỉnh của chúng ta điều chỉnh trở lại để mà mua nhưng mà cái bản chất trong những cái nhịp độ trong phiên này là những cái nhịp điều chỉnh rất là nhẹ nhàng và có những cái sự hấp thụ trở lại về mặt cuối phiên đấy nên là cái việc mà để mà tạo ra những cái điểm mua chiết khấu thì hầu như là nó rất là khó đối với khó rất là khó chịu đối với những nhà đầu tư hiện tại đang cầm tiền đã còn những nhà đầu tư gọi là mình gọi là đang cầm cổ phiếu á, mà trong những cái trạng thái rung lắc bán ra bán ra xong rồi á, thì nó bị mất hàng đã nó bị gọi là nó bị trạng thái gọi là mất hàng vào những cái trạng thái gọi là nó dễ rơi vào một cái trạng thái gọi là trạng thái mình chót non vì vậy mà để mà trải qua những cái giai đoạn mình ăn trọn được một cái nhịp sống của thị trường ăn trọn được một cái nhịp gọi là cái nhịp biên độ tăng một cái chu kỳ tăng của cổ phiếu thì anh chị mình cần chú ý tới về những cái đặc tính tiếp theo nếu mà nó xuất hiện những cái yếu tố sẽ cao còn những cái yếu tố rung lắc trong phiên thì nó đã có được những cái khoản bảo hiểm khi mà cái vị thế anh chị mình tham gia nó cực kỳ tốt và nếu mà anh chị mình gọi là follow theo những cái khuyến nghị của em á thì mình tham gia kể từ cái phiên hấp tụ ở những cái lượng cung như thế này này phiên này phiên hấp tụ này phiên này phiên tiền đề này phiên này phiên xác nhận này thì những cái giai đoạn sau là giai đoạn cái anh chị mình sẽ hướng thành quả còn hướng thành quả đến khi nào thì chị mình phải cực kỳ lưu ý này tại vì bản chất thị trường chung của chúng ta hiện tại đang tạo ra một cái xung lực cực kỳ tốt đấy nên là nó sẽ rất là khó để mà nó tạo ra một cái nhịp kể cả những cái nhịp chính hình chữ V em đánh giá là cực kỳ khó tại vì những cái lượng tiền bên ngoài những cái lượng tiền mà nhà đầu tư mình đang còn cầm nắm hay là nhà đầu tư mình còn đang có được những cái niềm tin quay trở lại bắt đầu nạp tiền trở lại đối với thị trường đòi nạp tiền trở lại để mà tham gia nhưng mà cái bản chất nhà đầu tư đó đang chờ đợi những cái nhịp như thế này nè thì em sẽ phân tích với chị mình về đúng một nhịp như gọi là đúng một nhịp và tại vì cái bản chất thị trường của chúng ta là một cái thị trường mà nó gọi là nó sẽ gọi là nó tạo ra những cái thói quen giao dịch anh chị mình lưu ý nè thì nó giống với những cái nhịp độ như thế này của thị trường của chúng ta thì khi mà nó xuất hiện liên tục những cái phiên sách cao thì lúc đó là những cái lúc mà anh chị mình nên nghĩ đến những cái việc chốt lại anh chị ha đó nè, cả một cái giai đoạn sống của cổ phiếu này nó đi lên túc tắc túc tắc đi lên cực kỳ mạnh và cực kỳ quyết liệt có thể trong những cái phiên gọi là đang xen với những cái yếu tố tăng của cổ phiếu thì nó sẽ có những cái phiên đỏ nhưng mà các bạn chắc những cái phiên đỏ này là những cái phiên mà tạo ra những cái sự rung lắc đấy để mà anh chị mình tránh những cái nhịp anh chị mình bán sớm ở những cái phiên như thế này thì anh chị mình bắt buộc phải có được những cái vị thế tốt Đấy, vì thế những cái vùng chân sóng như thế này, này để mà trải qua những cái cái nhịp độ mà gọi là rung lắc á, thì chỉ mình cần chú ý tới về những cái đặc tính khi một khi á, thị trường chung của chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái phiên sách cao những cái phiên sách cao này là một cái phiên mà đặc tính của thị trường đặc tính của thị trường á, là đâu phiên nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng phô mô cực kỳ quyết liệt Đấy, nó làm cho cái tâm lý của anh chị mình rất là khó chịu Bắt đầu nó thu hút những cái dòng tiền chịu không nổi bắt đầu tham gia vào Nhưng mà cuối phiên cái áp lực bắt đầu nó bị bán tung ra Nên là trong một cái quá trình tăng Anh chị mình sẽ thấy là thị trường sẽ kéo về mặt cuối phiên Giống như là những cái xuyên suốt trong những cái gọi là 4 đến 5 phiên gần đây Là trong một cái giai đoạn tăng thị trường sẽ kéo cuối phiên Nhưng mà trong một cái quá trình thị trường sẽ chịu áp lực Thì nó sẽ bị bán ở gần cuối phiên Điều này là cái điều mà mình không nên bàn cãi đối với thị trường mà mình nên nhìn nhận để mà mình đưa ra một cái phương pháp nó tốt hơn ha, đưa ra một những cái hành động nó tốt hơn đấy nó là những cái yếu tố này những cái phiên này là bắt đầu nó có những cái trạng thái volume có nghĩa là cái sự đeo bám và những cái áp lực những cái lượng hàng bán bắt đầu nó tạo ra những cái dấu hiệu chốt lại nhưng mà đối với những cái phiên sắc cao đầu tiên thì thị trường của chúng ta nó sẽ chưa thể nào nó giảm được nói gọi là giảm một cách sâu được tại vì sao tại vì những cái lượng hàng bên ngoài này những cái lượng hàng mà chờ mua những cái lượng hàng chưa mua được khi mà thị trường chung của chúng ta nó cứ liên tục nó túc tắc túc tắc nó đi lên các cổ phiếu nó không tạo ra những cái xung lực mới gọi là những cái nhịp điều chỉnh đủ lớn để mà cái dòng tiền tham gia nên nên khi đó là bắt đầu khi mà nó có một cái trạng thái gọi là trạng thái áp lực chốt lại điều chỉnh về lại những cái thì nó sẽ có được những cái lượng cầu gọi là lượng cầu từ những nhà đầu tư cầm tiền và những cái lượng cầu để mà quay trở lại bắt đáy đối với cổ phiếu thì nó sẽ tiếp tục nó tạo ra những cái xung lực mới thì đối với một cái nhịp độ mà cái thị trường chung của chúng ta hay là những cái lúc mà có những cái dấu hiệu nó chuyển đổi trạng thái đó, thì anh chị mình cần chú ý tới kể từ cái phiên sách cao thứ hai trở đi đó chứ không phải là khi một cái phiên sắc cao đầu tiên là những cái lúc đó là những cái lúc là mình nên nghĩ đến những cái việc mình chốt lại. Nhưng mà đối với những cái phiên sắc cao kể từ những cái phiên sắc cao thứ hai trở đi thì những cái lúc đó là những cái lúc nó không còn ngon đối với thị trường của chúng ta nữa. Thì lúc đó là lúc những anh gọi là mình sẽ gọi là mình sẽ tạm thôi, gọi là mình sẽ chốt lại những cái điểm sống để mà mình chờ đợi những cái cơ hội mới để mà tránh những cái phiên up thớt như thế này này. Thì lúc đó này nó sẽ tạo ra một cái biên độ dư địa mới anh à, dạ, thì đấy là một cái quá trình tại chạy sống của thị trường thì hầu như là giai đoạn trước đây nó đều những nó xảy ra những cái quá trình như thế có nghĩa là nó giảm á thì nó sẽ không giảm một nhịp nó không giảm một nhịp ngay đấy nó không giảm một nhịp ngay mà nó sẽ giảm một lần là hai đến ba nhịp những cái nhịp này này là những cái nhịp mà thị trường rất là khỏe thì nó sẽ tạo ra những cái yếu tố nó hấp thụ nó không nó chỉ xuất hiện một cái phiên sắc cao thôi thì những cái phiên sau là bắt đầu nó tạo ra những cái đà hấp thụ nhưng mà đối với những cái tín hiệu gọi là tiếp theo của thị trường nếu mà nó có những cái yếu tố gọi là nó bị chốt lại á, thì nó sẽ tạo ra những cái xung lực gọi là nó liên tục nó xuất hiện những cái phiên sắc cao đó, nó liên tục nó xuất hiện những cái phiên sắc cao như thế này nè nè như cái thời điểm gần đây nhất đi thì bắt đầu nó tạo ra những cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu chốt lại những cái lực bán bắt đầu nó tăng dần thì sau đó nó tạo ra những cái phiên hấp thụ này thì từ những cái phiên tiếp theo này thì là những cái phiên mà anh là nó sẽ chuyển đổi từ những cái trạng thái nếu mà nó hấp thụ tốt thì nó sẽ tạo ra những cái xung lực mới thì lúc đó là những cái điểm đánh cho những cái nhịp sau còn đối với những cái dấu hiệu mà khi mà nó có những cái trạng thái nó điều chỉnh nó xuất hiện những cái yếu tố sắc cao này thì sau đó nó có thể nó hấp thụ nhưng mà những cái yếu tố tiếp theo này, những cái lực bán nó bắt đầu nó gia tăng gia tăng dần trở lại đi, những cái thanh khoản bắt đầu nó có những cái dấu hiệu nó tăng dần. Đấy nhưng áp lực bán nó bắt đầu nó xuất hiện dần rất là nhiều về mặt cuối phiên. Đấy nên là những cái trạng thái tiếp theo sau đó là những cái trạng thái mà nó sẽ gọi là nó sẽ đã tạm thời nó sẽ tạo ra những cái biên độ chững lại cho một cái quá trình gọi là quá trình thăng cá thì sau đó nó có trở lại gọi là nó có tạo ra một cái giai đoạn gọi là tích lũy đủ lớn hay không tích lũy đủ tin cậy hay không thì lúc đó mình sẽ tiếp tục mình đánh giá qua về mặt thị trường đấy nên là những cái xung lực thời điểm hiện tại thì em đánh giá thì nó vẫn còn đang rất là khỏe đấy nên là kể cả nó có xuất hiện những cái phiên sắc cao trong những cái phiên tiếp theo thì đấy cũng là những cái điểm gọi là cũng không phải là những cái điểm mà đảo chiều ngay của một cái thị trường của chúng ta mà mà nó sẽ có những cái tín hiệu nó nhung nhằng nó xuất hiện 2 đến 3 phiên thì lúc đó là những cái lúc mà nó đang gần về cuối của một cái gọi là cái chu kỳ sống thì lúc đó là anh chị mình nên chốt lại anh chị ha thì vì vậy mà trong một cái giai đoạn để mà mình tránh bán những cái phiên đỏ như thế này nè tránh bán ở những cái phiên đỏ những cái phiên rung lắc như thế này nè thì anh chị mình tạo ra được những cái vị thế tốt thì nó sẽ là những cái khoản đảm bảo để cho anh chị mình vượt qua những cái giai đoạn này đấy kể cả trong những cái giai đoạn này nếu mà anh chị mình bán sớm đi thì anh chị mình sẽ mất một cái khoản gọi là khoản tăng đâu đó là thêm ba phần trăm so với thị trường có nghĩa là 45 điểm nữa thì nó các cổ phiếu nó sẽ tạo ra một cái xung lực cực kỳ tốt trong một cái quá trình như thế này ha đấy nên là để mà tránh những cái nhịp bán non này nó kể cả nó cũng giống với những cái nhịp này thôi anh chị ha kể cả này đây là sáng nó giảm này chiều nó kéo tăng lên này chiều nó kéo bật tăng lên nè, chiều nó kéo rút chân đi lên nè, Đấy, sáng nó giảm nó nhúng xuống nó rung vụ nè chiều nó hấp thụ đi lên sáng nó rung vụ nè chiều nó hấp thụ đi lên nhưng mà bắt đầu nè chiều nó áp có những áp lực bán lớn này, áp lực bán lớn này thì lúc đó là những cái lúc mà nó không còn ngon đối với một cái chu kỳ sống nữa anh chị ha đấy nên là anh chị mình phải cực kỳ cực chú ý và cực kỳ gọi là mình nên tập gọi là mình nên chú ý cho những cái đặc tính như thế của thị trường của chúng ta anh chị ha kể cả những cái phiên như thế này nè đây nè đây là một cái quá trình chạy sóng này chạy liên tục thì chạy rất là mạnh nhưng mà những cái phiên sắc cao đầu tiên này là những cái phiên mà nó sẽ gọi là chuyển đổi từ một cái trạng thái gọi là trạng thái ngon ăn sang một cái trạng thái khoi rồi gọi là trạng thái thân cá sang trạng thái đuôi cá rồi anh chị ha đó là sắc cao này những cái phiên tiếp theo nè phiên sắc cao này đây là một cái phiên ấp thớt nè đấy đấy là trong VSA anh chị ha đấy nên là đối với những cái giai đoạn ngon ăn nhất thì mình cứ tận hưởng đi đã mình cứ ăn nó đi đã đấy anh chị ha nó đấy nên là để mà bỏ lỡ trong giai đoạn này á, thì những cái giai đoạn sau gọi là những cái điểm sống sau, sau á thì anh chị mình sẽ có một cái trạng thái mình sẽ cực kỳ chọn lọc hơn không phải là không có ăn nhưng mà cái yếu tố chọn lọc nó sẽ được đề cao hơn cực kỳ nhiều và nó sẽ không có những cái tín hiệu nó đông thuận để mà nó tăng liên tục tù tùy như thế này đâu mà nó sẽ có những cái tín hiệu phân hóa trong những cái giai đoạn sau như kể từ những cái phiên sách cao đầu tiên nó xuất hiện anh chị ha đấy nên là để mà tránh những khi mình bán ở những cái phiên quá là sớm những cái nhịp trung lắc trong ngắn hạn thì mình phải có, mình đã có được những cái vị thế tốt thì nó sẽ đảm bảo được những cái khoản bảo hiểm cho anh chị mình để mà mình trải qua được để mà mình đến được mình cầm nắm được cổ phiếu đến được một cái cuối của một cái chu kỳ, Đấy, những cái giai đoạn khó nhất của chu kỳ thì lúc đó là những cái lúc anh chị mình nghĩ đến việc gọi là mình chốt lại và mình chờ đợi những cái nhịp mới thì có thể là trong từ giờ đến cuối năm thì mình đánh giá cái cơn sóng này là cái cơn sóng mà nếu mà bỏ lỡ qua thì cực kỳ đáng tiếc đối với chị mình ha Đấy, nên là những cái nhịp sống kể cả nói nó tăng rất là mạnh, nó mạnh như thế này. Cuối phiên nó cứ tăng này, dòng tiền nó cứ gia tăng nó duy trì liên tục như thế. Nhưng mà đến một lúc nào đó nó xuất hiện một phiên sắc cao. Đó, phiên sắc cao như thế này này thì lúc đó là những cái lúc mà bắt đầu thị trường của chúng ta nó sẽ khoi dần và nó sẽ chuyển dần sang một cái giai đoạn gọi là giai đoạn đuôi cá. Anh chị ha, nên là những cái nhịp độ mà anh chị mình nắm hết sống, nắm cho hết một cái chu kỳ á thì khi nó xuất hiện những phiên sắc cao như thế này này thì bắt đầu mình sẽ dần chia những cái tỷ trọng ra để mà mình bắt đầu mình chốt dần À, đấy đấy đó đấy là một cái tín hiệu về mặt thị trường nó là bây giờ thì thị trường của, của chúng ta vẫn rất là khỏe các cổ phiếu nó vẫn tạo ra những cái biên độ gọi là biên độ tăng rất là mạnh mẽ về mặt cuối phiên và những cái sự hấp thụ về mặt cuối phiên nên là anh chị mình cứ tiếp tục mình cầm nắm anh chị ha thì hôm nay là có một cái mã cổ phiếu mà nó tạo ra được một cái gọi là cái sự chú ý cho nhà đầu tư chính là mã cổ phiếu của HVX thì cái mạng cổ phiếu của HVX á, thì nó cũng tương tự giống như là mã cổ phiếu của Novaland tương tự giống như là mã cổ phiếu của Phát Đạt thì nó cũng dính về mặt trái phiếu đó nhưng mà đến cái phiên ngày hôm nay mới được giải cứu đó, thì có Novaland thì nó được giải cứu trước rồi thì tiếp theo đó là con phát đạt thì hôm nay là chính là mà cổ phiếu của HBX thì nó tạo ra một cái tín hiệu thanh khoản lớn cho thị trường của chúng ta nhưng mà đối với những cái phiên như thế này á, thì mình cũng rất là khó để mà mình gọi là mình nắm bắt được à, anh chị ha nắm bắt được tại vì cái cái điểm nóng bây giờ nó không đến từ mà cổ phiếu của HBX mà cái điểm nóng đối với những cái vấn đề liên quan đến những cái mà cổ phiếu trái phiếu á, gọi là mà cụ, là cái mà cổ phiếu của Novaland đấy Novaland đấy nên là cái Novaland là cái gọi là cái tính dẫn dắt nó sẽ cao hơn rất là nhiều đấy nên là nắm bắt Novaland nó sẽ gọi là nó sẽ an toàn hơn cái mức độ tin cậy nó sẽ cao hơn đối với những so với những cái màu cổ phiếu như thế này nhưng mà đối với những cái phiên ngày hôm nay được cứu thì cái tín hiệu nó cũng tương đối khả quan anh chị ha, thì cũng hy vọng những cái lượng hàng này nó về nó hấp thụ được thì nếu mà anh chị mình nắm bắt cái phim này thì cũng gọi là cũng xin chúc mừng anh chị mình thôi anh chị ha chứ còn bản chất những cái phim như thế này không phải là những cái phương pháp để mà mình nắm bắt giống như là những cái phương gọi là mà cổ phiếu của Novaland đi thì mình cũng có thể mình nắm bắt tại vì sao tại vì nó đi với những cái nhận định của mình thì có nghĩa là mình đang hoạch ra những cái kế hoạch của mình mình kiếm tiền dựa trên những cái kiến thức của mình dựa trên những cái phương pháp của mình thì nó sẽ đi dài và đi bền hơn đối với thị trường của chúng ta anh chị ha đấy nên là đấy là một cái đặc tính của thị trường và hầu như là em cũng có nhận định qua cho anh chị mình về những cái giai đoạn vừa rồi hoặc là cập nhật trên những cái kênh kênh youtube của chúng ta anh chị ha thì đó là một cái yếu tố về mặt thị trường và những cái đặc tính mà khi mà cái xuất hiện những cái dấu hiệu về mặt cuộc sống còn bây giờ đó, là một cái giai đoạn em đánh giá là vẫn là những cái giai đoạn mình bỏ qua những cái vấn đề về mặt chỉ số của thị trường mà mình nên tập trung vào cái danh mục của anh chị mình nói để mà mình cùng tìm kiếm cái cơ hội tìm kiếm cái biên độ lợi nhuận anh chị ha thì vì vậy mà mình tiếp tục mình sẽ đi đánh giá qua từng cái dòng từng cái cổ phiếu còn bây giờ thì có hàng cứ tiếp tục cầm nắm châu qua một cái quá trình mà anh chị mình phải ăn hết hết một cái cơn sóng này ha mình đã có được những cái vị thế tốt rồi thì mình cứ ăn hết một cái cơn sóng đi đã trước mắt đối với cái thị trường của chúng ta. Đối với cái từng cái, cái giai đoạn thì mình sẽ gọi là mình sẽ có những cái chiến lược nó phù hợp với từng cái giai đoạn. Giống như là giai đoạn thân cá, anh chị mình cái việc anh chị mình làm á là mua đúng điểm rồi mình cứ cầm nắm đánh cho hết một cái chu kỳ. Còn những cái giai đoạn mà bắt đầu nó chuyển sang những cái giai đoạn đuôi cá rồi á thì lúc đó là những cái tính chọn lọc nó sẽ bắt đầu nó được đề cao hơn anh chị ha để cảm ơn và lúc đó là những cái lúc anh chị mình sẽ thấy được một cái trạng thái á mình có thể thị trường của chúng ta đã tăng á nhưng mà anh chị mình mua sai cổ phiếu nó sẽ không có lại anh chị lưu ý ha vậy đấy là cái vấn đề về mặt thị trường nó làm đánh giá là thị trường của chúng ta nó chưa có vấn đề gì hết thì anh chị mình cứ cầm nắm thôi chờ đợi những cái phiên gọi là khi mà xuất hiện những cái lúc xét cao tiếp tục á thì lúc đó là những cái lúc mà bắt đầu mình nghĩ đến những cái việc gọi là mình chốt lại rằng anh chị ha để mà mình chờ đợi một cái chu kỳ tiếp diễn mới đối với cổ phiếu ha còn giai đoạn này không nên quan tâm đến không nên quan tâm đến chỉ số tại vì cái dòng tiền nó rất là mạnh mẽ rồi. Nó không nên quan tâm. Đó, nên là nó thể hiện cho một cái vấn đề nó gọi là nó cũng sẽ nó trả lời cho một cái câu chuyện là cái thời điểm gọi là cái dòng tiền hiện tại cái dòng tiền trên cái thị trường của chúng ta không phải là nó thiếu đi một cái dòng tiền mà nó thiếu đi những cái niềm tin. Nãy khi niềm tin bắt đầu trở lại thì anh chị mình thấy dòng tiền vào cực kỳ mạnh mẽ. Đấy từ cái phiên này này là cái phiên dấu hiệu đầu tiên này. Sau đó là cứ cái, cái phiên này là phiên xác nhận là bắt đầu khi mà những cái phiên xác nhận bùng nổ đi lên ấy, thì nó cứ liên tục nó thu hút những cái dòng tiền thôi. Đó nên là anh chị mình cái việc anh chị mình cần làm á là mua đúng điểm, cầm đúng cổ phiếu mạnh nhất thị trường thì cứ gọi là cầm nắm thép đấy chờ một một cái quá trình hết những cái giai đoạn sóng anh chị ha tại vì sao bây giờ tại vì rất là nhiều nhà tư bây giờ cầm tiền mà chờ đợi những cái dịp mua nhưng mà không mua được Thì anh chị mình đã mua được những vị thế rồi thì những cái nhịp rung lắc thì mình phải trải qua để mà tránh những cái nhịp bán non anh chị ha đấy là cái vấn đề về mặt thị trường của chúng ta rồi tiếp theo mình sẽ đi quay mình phân tích về một vài cái mã cổ phiếu để mà xem cái xung lực tiếp theo anh chị ha thì đầu tiên á là những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thép đây giống như là con hpg hôm nay nó tiếp tục nó tăng hầu như là không gọi là rất gọi là không thể nào gọi là đứng đón trước được là một cái mảng cổ phiếu mà nó cứ mà cổ phiếu mà đặc biệt là một cái mạng cổ phiếu thuộc dạng nhóm ngành cơ bản những cái mạng cổ phiếu quốc dân giống như là mạng cổ phiếu của HPG mà nó tăng giống như là những cái nhịp độ bên này như vậy tại vì sao anh chị tại vì những cái bước chạy đà nó đã có được những cái sự chuẩn bị rất là tốt thì những cái giai đoạn này là những cái giai đoạn mà nó sẽ chạy một cái nhịp sống gọi là rất là điên cuồng đấy nó là những cái giai đoạn này mới là những cái giai đoạn gọi là siêu kiếm tiền đối với một cái chu kỳ của thị trường của chúng ta anh chị ha đó là những cái vùng kháng cự này kháng cự đi lên này bước bùng nổ bức tốc này những cái nhịp rơi á cái vùng hỗ trợ á, chính là những cái vùng để mà hỗ trợ sinh ra để phá vỡ và khi mà cái động lực nó tăng á, thì những cái vùng kháng cự chính là những cái điểm để mà cổ phiếu nó tạo ra những cái sự bức tốc đi lên anh chị ha đấy nên là đi lên nè nó cứ xung lực nó rất là tốt thì những cái màu phiếu này cứ chờ đợi những cái điểm sắc cao đầu tiên đi anh chị ha đấy, nên là anh chị mình kể cả trong một cái giai đoạn như thế này này từ những cái điểm gọi là cái cái cái, cái giai đoạn giảm của cổ phiếu á, từ những cái vùng tháng tư bây giờ này thì anh chị mình có thấy một cái điểm sóng nào mà nó chạy từ những vùng đáy đi lên mà nó chạy 50% đối với mà cổ phiếu của HPG đâu ha nói nó là giai đoạn này là giai đoạn mà em đánh giá là nó ngon nhất đối với một cái cổ phiếu và nó siêu gọi là nó mang một cái trạng thái gọi là nó siêu kiếm tiền siêu lợi nhuận trong giai đoạn này đó, đấy nó là cứ tiếp tục gọi là mình có hàng thì mình cứ tiếp tục mình cầm nắm ha khi nào nó xuất hiện những cái đặc tính như gọi là như đặc tính sắc cao á thì lúc đó mình sẽ nghĩ đến những cái việc mà mình chốt lại dần ha hay là con hsg này cái xung lực của cổ phiếu nó vẫn đang rất là tốt đấy con nhìn chung là đối với cái nhóm ngành thép á thì nếu mà chị mình có theo dõi kênh youtube của em thì em sẽ lựa chọn mã cổ phiếu của HBG trong giai đoạn này ha rồi còn HSG thì nó vẫn sẽ là những cái mà cổ phiếu nó được bố trợ của cái dòng của nó rất là mạnh đó nên là nhìn chung là trước mắt cổ phiếu nó sẽ có thể nó sẽ có một cái điểm gọi là khưng lại quanh cái vùng giá 12 đến giá 13 đó nếu mà nó tích lũy nền tốt thì mình sẽ tiếp tục mình đánh cho một cái nhịp sóng mới anh nó giống với giai đoạn này nè chạy này tích lũy này sau đó tiếp tục đánh tiếp thì lúc đó mình sẽ đánh tiếp tục anh chị ha còn những cái giai đoạn này thì mình đã mua gọi là có những cái khuyến nghị giống như là HPG là tương tự như mà cổ phiếu của HSG là cái phiên này nè đấy là cái phiên là test về những cái điểm hỗ trợ biên dưới đấy, tại vì nó đã tạo ra được những cái nhịp chạy ra rất là mạnh mẽ thì những cái nhịp sóng sau á chạy ra càng mạnh đó, sóng sau nó chạy càng nhanh anh chị mình nên lưu ý ha đấy là một cái đặc tính để mà anh chị mình nhận diện qua một cái nhịp sóng nhịp sóng của cổ phiếu đấy có thể là trong những cái nhịp này là em không nắm bắt được nhưng mà bắt buộc mình phải nhận diện được là cái cổ phiếu nào là cái cổ phiếu nó chạy ra tốt nên là khi mà lập tức nó có những cái yếu tố rung dầu thì mình bắt buộc mình phải tham gia Đấy, mình phải tham gia thì mình sẽ ăn trọn được một cái nhịp sống sâu nó cực kỳ mạnh mẽ và khi mà một cái nhịp sống sâu nó xuất hiện sâu những cái yếu tố chịu bỏ mà những cái bước chạy đá thì nó là mình đi với một cái quy mô vốn nó, nó tự tin hơn rất là nhiều Đấy có thể rất là khó để mà mình nắm bắt những nhịp này này mình làm sao biết cái phiên này là cái phiên đáy được nhưng mà khi mà một khi mà nó sẽ tạo ra một cái tín hiệu gọi là cái bước chạy đà nó tốt thì những nhịp sống sâu anh chị mình ăn được một cái nhịp sóng rất là tròn vẹn ha đấy, nên là coi là cái mà cổ phiếu của Nam Kim cũng thế nhưng mà Nam Kim bắt đầu nó yếu yếu dần rồi đấy, thanh còn nó bắt đầu nó bùng nổ nhưng mà cái cái gọi là cái biên độ nó không nó còn tăng đồng thuận nữa nên là khả năng nó sẽ sai một cái vùng nền quanh cái vùng nền này thì lúc đó nó xuất hiện tiếp tục cái cơ hội thì em sẽ cập nhật với anh chị mình ha đấy nên là những cái mã cổ phiếu như thế này anh chị mình nên chú ý tới những cái nhịp sau rồi tiếp theo qua những cái nhóm ngành chứng khoán chứng khoán thì vẫn những cái mã cổ phiếu xoay quanh thôi SSI đấy xung lực vẫn rất, rất rất, là tốt thì những cái mã phiếu này anh chị mình cứ cầm nắm cho hết một cái giai đoạn đi đấy, cầm nắm cho hết một cái giai đoạn này khi nào nó xuất hiện những cái phiên sắc cao mà nó bắt đầu nó áp lực bán áp lực bán nó bắt đầu nó dần dần nó lộ diện á đây những cái phiên như thế này nè sắc cao này thanh còn lớn lực bán lớn nè sau đó nó xuất hiện những yếu tố gọi là bắt đầu nó tạo ra những cái xung lực gọi là nó bán cúc đầu về mặt cuối phiên chiều á những cái phiên chiều á bắt đầu nó tạo ra những cái lực bán á thì lúc đó là những cái lúc mà gọi là nó sẽ tạo ra những cái giai đoạn chuyển giao từ những cái vùng gọi là cái vùng gọi là thân cá sang giai đoạn đuôi cá anh chị ha nó là nó hiện tại đang chạy sóng thì để tránh những cái nhịp mà rung lắc trong ngắn hạn á thì những cái vị thế anh chị mình rất là tốt thì mình nó sẽ đảm bảo được anh chị ha giống như là con SSI này em cũng kỳ cho anh chị mình tham gia ở quanh cái vùng giá 16 thôi chứ là những cái vùng nền dưới này này thì cả những cái giai đoạn này thì mình lợi nhuận bao nhiêu anh chị lợi nhuận là đâu đó là 20% rồi đó, đó chính là những cái khoản bảo hiểm thì nếu mà nó có rung lắc nè rung lắc về lại gọi là 10 phần 15 hay 15 17 phần trăm thì nó vẫn sẽ là những cái khoản còn lại cho anh chị mình để mà mình đảm bảo đảm bảo đảm bảo hơn là những cái việc mà anh chị mình mua phô mô mua đuổi này ngày mai có thể đỏ về này bắt đầu nó chạm đến những cái vùng giá vốn của chị mình thì bắt đầu mình rung vụ ra thì cổ phiếu nó kéo lại tiếp tục kéo Đấy, như thế nó rất là khó chịu anh chị ha đấy nên là cái điểm mua chính là cái điểm mà quan trọng nhất đối với một cái gọi là cái 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 lợi nhuận mà anh chị gọi là lợi nhuận trong cái danh mục của anh chị mình cái điểm mua là cái thứ nhất cái thứ hai chính là cái cổ mã cổ phiếu tại vì đâu gọi là giống như là nhóm ngành thép đi anh chị mình mua HPG nó cứ liên tục nó tăng nhưng mà con h nam kim nó vẫn tăng nhưng mà nó tăng yếu hơn so với mặt cổ phiếu của hpg anh chị Ha nên là tuy cái giai đoạn mà nó sẽ có những cái mặt cổ phiếu nó sẽ phù hợp với từng cái giai đoạn để mà anh chị mình lựa chọn mình tham gia anh chị ha còn những cái điểm như thế này không xuất hiện những điểm mua nữa anh chị cực kỳ lưu ý ha còn những cái mặt cổ phiếu tiếp theo này giống như là con SHN này đấy bắt đầu nếu mà nó xây lại cái nền quanh vùng này thì nó sẽ xuất hiện tiếp tục những cái cơ hội đấy nên là những cái mặt cổ phiếu mà bắt đầu mà nó nổ vào lưng mà cái cô giá cổ phiếu nó không tăng á thì có thể nó sẽ tạo ra những cái nhịp độ test hay là những cái nhịp độ gọi là nó tạo ra những cái tín hiệu nó hấp thụ nó xây nền trở lại thì chị mình có thể mình lưu ý tới mã cổ phiếu của SHS nếu mà anh chị mình chưa biết mua gì cho những cái nhịp sóng sâu thì những cái điểm mà nó giữ được những cái vùng nền quanh cái điểm này nè thì đấy sẽ là nó sẽ mở ra những cái cơ hội mới cho anh chị mình nó tương tự giống như với những cái nhịp này em khuyến nghị cho anh chị mình là cái việc các cổ phiếu nó tạo ra những bước chạy đa nè sau đó nó tạo ra những cái sự gọi là cái sự rung lắc nó test về lại những cái vùng nền biên dưới nhưng mà cái yếu tố lực bán của cổ phiếu nó không có nhiều chúng ta như một cái quá trình gọi là quá trình rung dụng của cổ phiếu thì anh chị mình gọi là mình tìm kiếm những cái cơ hội ở những cái quá trình rung dụng như thế này đối với cổ phiếu ha đấy nó là con SHS thì có thể anh chị mình sẽ bắt đầu mình nót vào những cái nhịp sóng sau á thì nếu mà nó tạo ra những cái vùng này tích lũy thì đấy là những cái cơ hội cho anh chị mình ha còn những cái mà cổ phiếu giống như FTS thì nó cứ liên tục nó tăng thôi thì chị mình cứ để nó chạy thôi đấy, để nó chạy để tránh những cái nhịp gọi là rung vụ trong phiên như thế này này thì cái vị thấy tốt thì để nó chạy thôi ha còn tiếp theo những cái mã cổ phiếu giống như con VND ấy. Đấy, em có cập nhật là khi mà cổ phiếu nó bứt thoát khỏi giá 12 á, thì cổ phiếu nó sẽ về lại cái target trước mắt thì có thể vùng giá 14 đến giá 15 đấy, trước mắt nếu mà nó khưng lại một nhịp quanh cái vùng này nó tạo ra những cái vùng nền tiếp tục thì đấy sẽ là những cái cơ hội mới mở ra anh chị ha còn những cái giai đoạn này khi mà cổ phiếu nó về gần với những cái vùng kháng cự thì và đặc biệt là nó đã tạo ra những cái gọi là cái cái biên độ lợi nhuận trong ngân hàng nó cực kỳ lớn nó đã ba mươi mấy phần trăm rồi thì nó sẽ không phù hợp cho những cái điểm mua nữa anh chị cực kỳ lưu ý ha để mua để mua gọi là đi mua chậm nhất để mua xác nhận thì cổ phiếu nó bứt thoát khoảng giá 12 như thế này đấy, thì đấy mới là những cái điểm mua ha còn những cái mã cổ phiếu khác giống như là VCI đi thì em vẫn chưa đánh giá cao đâu đấy tại vì cổ phiếu nó bắt đầu nó gặp kháng cự này, đây không xuất hiện những cái điểm mua đâu anh chị ha có thể nó tạo ra những cái biên độ hấp thụ thì mình sẽ đánh giá tiếp tục cho những cái cơ hội mới những cái mã cổ phiếu giống như là HCM hôm nay cũng tiếp tục tăng nhưng mà bắt đầu nó khẩn lại nè đấy nên là mình sẽ cho đợi những cái sự hấp thụ thôi anh chị ha nên là những cái nhịp FOMO đấy những cái nhịp FOMO này FOMO hàng cái phiên này là chưa gọi là hôm nay cũng có lại nhẹ đó, nhưng mà chưa chắc gì anh chị mình giữ được trong cái phiên ngày hôm nay Đấy anh chị ha, phô mô hàng ngày mai là cái phiên này nè Thì ngày mai bắt đầu nó test về là bắt đầu nó chạm đến cái vùng giải vốn của chị Minh Đấy nó là những cái điểm phô mô nó sẽ không được khuyến nghị trong cái Gọi là một cái phương pháp để mà mình đầu tư hoặc là những cái điểm mua của mình ha Nên là nhìn chung là cái nhóm ngành chứng khoán và những cái nhóm ngành thép á Là hai cái nhóm ngành em vẫn được tập trung rất là nhiều ha Trong cái cái nhịp sống này Rồi những cái mã cổ phiếu khác giống như là IGC nè Đấy, những cái mà cổ phiếu mà cập nhật cái danh mục của anh chị mình này. thì hôm nay nó tiếp tục nó trần thì anh chị mình cứ đợi nó tăng thôi đấy khi nào nó xuất hiện những cái yếu tố sẽ cao thì lúc đó mình sẽ tin tiếp ha à, hay là kbc cũng thế này anh chị mình cứ để cho cái biến độ lợi nhuận nó gọi là nó được gia tăng thôi thì trước mắt thì cái target nó còn về 22 đến về 24 bốn nếu mà nó xuất hiện những cái yếu tố sắc cao đầu tiên thì lúc đó mình sẽ nghĩ đến những cái việc chống lại anh chị ha để mà mình ăn trọn được một cái dịp sống như thế này nó giống như là giai đoạn này nè rung lắc có thể rung lắc buổi sáng chiều nó kéo này rung lắc buổi sáng này chiều nó kéo này cái, cái lượng hàng rung dụ để mà tránh những cái nhịp bán non á thì anh mình đã có được những vị thế tốt rồi thì mình sẽ tránh được những nhịp bán non đấy còn những cái nhịp sau thì mình sẽ canh những cái điểm điểm gọi là khi nào nó tạo ra những cái tín hiệu để mà nó nó chừng lại một cái chu kỳ á thì lúc đó mình sẽ nghĩ đến những cái việc chốt lại ha nên không lên rồi tiếp theo những cái mã cổ phiếu khác giống là con bao hôm nay mà nó cũng nó cũng tăng nè Cổng bao này nó cứ liên tù tì nó đi thôi đấy thì tham gia cái vùng này nè tham gia ở những cái vùng dưới này là những cái điểm mua sớm đó, nhận diện sớm thì anh chị mình rất là thoải mái thì hôm nay nó cũng tạo ra được một cái biến độ lợi nhuận khoảng 13% nó nó nhìn chung là nó đi nó đi chậm hơn so với những cái mã cổ phiếu khác nhưng mà tô tô lại đó, thì nó vẫn đúng những cái điểm mua của mình thì trước mắt thì cùng giá 12 đến giá 12.5 chính là cái target của, của mã cổ phiếu của bầu anh chị ha hay là những cái mã cổ phiếu khác thì à, nhóm ngành à, dầu khí này ngày hôm qua cũng có cập nhật với anh chị mình về những cái điểm cơ cấu á, giống như là con BVD này, cái điểm cơ cấu này, thì à, cái quanh cái vùng giá 14 tái quân 4 là cái điểm để mình cơ cấu nè nếu mà trên cái vùng giá 15.x, giá 16 thì anh chị mình có thể bán những cái lượng hàng ra có sẵn Đấy, nếu mà anh chị mình còn là mình nắm bắt được cái phiên này này thì hôm nay là hàng về rồi thì nhìn chung là cái biên độ lợi nhuận thì nó cũng rất là tốt rồi anh chị ha cũng mười mấy phần trăm thôi thì đấy cũng là những cái nhịp để mà mình tận dụng cái điểm gọi là để mà mình cái điểm cơ cấu nên là có khả năng nó sẽ gặp lại những cái vùng kháng cự này nó sẽ khừng lại một nhịp quanh cái ngưỡng này nếu mà nó tích lũy tốt thì lúc đó nó sẽ tạo ra những cái mẫu hình mới để cho anh chị mình có thể mình nắm bắt anh chị ha còn những giai đoạn này thì nhìn chung là cái danh mục mình cũng đang tập trung vào những cái nhóm ngành khỏe thôi đấy, để mà mình gọi là mình tùy từng những cái giai đoạn để mà mình đầu tư rồi cái vì vậy mà cái phiên ngày hôm nay thì em theo em quan sát được á thì em thấy là cái nhóm cái ngày hôm nay có mà có cái nhóm của nhóm ngành cái nhóm ngành bảo hiểm á thì nó sẽ nó sẽ bắt đầu nó bứt thoát có nghĩa là khi mà cái dòng tiền nó chạy những cái mức độ những cái biên độ mà cổ phiếu nó cần chạy rồi á, thì nó đã chạy rồi thì bắt đầu nó sẽ tìm đến những cái điểm chuẩn tới tìm những cái điểm chuẩn của những cái mà cổ phiếu nó chưa chạy nói thì hôm nay em thay quan sát được mà cổ phiếu của MIG này của đặc biệt là nhóm ngành bảo hiểm á thì nó bắt đầu nó có những cái điểm mồi về mặt dòng tiền nói nó là chỉ mình có thể mình chú ý tới cho những cái điểm gọi là điểm trung lắc tiếp theo đối với cổ phiếu thì hôm nay nhìn chung là đối với một cái phiên mà nếu mà chuẩn về một cái phiên mua nếu mà cái thị trường chung của chúng ta nó nó có được những cái gọi là cái yếu tố nó bình thường á nó có nghĩa là những cái nếu mà trong cái danh mục gọi là giống như là nhóm ngành chứng khoán hay là nhóm ngành bất động sản hay là những cái nhóm ngành khác á mà nó không có tăng á hay là nó gọi là nó đang trong một cái biên độ tích lũy á với một cái điều kiện bình thường thì đây chính là những cái phiên mua này À, đây là những phiên mua mua sâu của cổ phiếu nó giống như là mà cổ phiếu của MG anh chị ha nhưng mà tôi tôi lại á, thì nó sẽ dành cho những anh chị nào để mua sâu thôi còn bản chất là nếu mà anh chị mình follow theo những cái khuyến nghị á, thì mình đều nắm được những cái mã cổ phiếu mạnh rồi thì mình cũng không nên gọi là bán cổ phiếu mạnh mà mình mua lại những cái mã cổ phiếu nó chạy sâu anh chị cực kỳ lưu ý ha nó là những cái mã cổ phiếu như thế này này chỉ dành cho những anh chị nào gọi là trâu chậm mình uống nước độc thôi nó độc hay nước trong thì mình chưa biết nhưng mà những cái điểm như thế này thì có thể mình chú ý tới được ha nên là cái nhóm ngành bảo hiểm ngày hôm nay em vẫn đánh giá là nó đang có được những cái điểm mồi giống như, như là mình nhìn qua cái dòng còn đây mình nhìn qua cái chặt một giờ của mã cổ phiếu của BVH đi mình sẽ thấy được những cái độ quyết liệt của cổ phiếu thì em đánh giá là cái dòng tiền hôm nay nó có, nó có vào nói anh chị mình để này đây là những cái nhịp spring của cổ phiếu thì sau những điểm spring nó sẽ tạo ra những cái vùng nền mà hầu như này cái đặc tính của cổ phiếu á nó xuất hiện những cái yếu tố spring như thế này này thì nó sẽ không cho những anh chị nào gọi là bị ép hàng bán ra có thể là ép phọt sale có thể là bán chủ động thì nó bị bán ra nhưng mà nó không cho những cái điểm cover thì bắt đầu nó giữ nên như thế này này bắt nó ép cho những nhà tư phải mua ở những cái vùng giá cao thì những cái dòng tiền bắt đầu nó có những cái điểm mồi trở lại đấy thì anh chị mình nếu mà anh chị mình tham gia sau những cái điểm mua sau thì anh chị mình có thể mình chú ý tiếp tục cho những cái viên tới là mà cổ phiếu của nhóm ngành bảo hiểm có g và có mà cổ phiếu của B và H anh chị ha đấy nên là em cũng gọi là đây là những cái điểm mà em đánh giá là nó gọi là để mà nói bây giờ nó xuất hiện điểm mua thì em đánh giá bây giờ là nó nó có được những cái điểm mua nó phù hợp nhất đấy nó có nó ngoài trừ những cái mà cổ phiếu nó chạy mạnh rồi anh chị ha còn nếu mà anh chị mình nắm giữ những cái mà cổ phiếu chạy mạnh rồi thì mình cũng không có việc gì mình phải đảo hàng cả đấy nó chỉ dành cho những anh chị nào mình mình đang muốn tìm kiếm về những cái điểm mua thì chị mình có thể mình chú ý mà các nhóm ngành của của một vài cái nhóm ngành của nhóm ngành bảo hiểm ngày hôm nay nè hay là những cái mà cổ phiếu mạnh á mà cổ phiếu đang chạy á mà bắt đầu nó gặp kháng cự nó chừng lại một nhịp á thì những cái điểm rồi gọi là cái điểm rung lắc tiếp tục á những cái điểm rồi tiếp tục nó tạo ra những cái sự hấp thụ giống như là nhóm ngành chứng khoán đi giống như là nhóm ngành thép đi thì nó sẽ là những cái điểm đến của anh chị mình cho những cái nhịp độ sau anh chị ha còn những anh chị nào đánh sóng đó, gọi là nắm bắt những cái điểm sóng rồi thì cực kỳ an tâm anh chị mình cứ để cái biên độ lợi nhuận nó gia tăng đi ha thì nó sẽ rất là tốt hơn ha thì đó là một vài cái nhận định của em về cái thị trường chung của chúng ta thì cũng xin kính chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ và hứa hẹn thị trường chung của chúng ta cũng sẽ là những cái nhịp duy trì một cái đà tăng nó tốt như thế này để mà cuối năm mình gọi là bánh chân mình cũng có thêm miếng thịt anh chị ha để mà mình có một cái tết nó gọi là nó được vui vẻ hơn một tí Đấy, để mà mình tận dụng những cái nhịp sóng này, ha, nên là đã cầm nắm rồi thì tránh những cái trạng thái bán non, mà đã gọi là đã chưa tham gia thì mình chờ những cái điểm mua đúng điểm, hay là mình có thể mình quan tâm tới những cái mà cổ phiếu bắt đầu nó tạo ra những cái xuất phát điểm của cổ phiếu, thì đấy là những cái nhận định của em. <cười> <cười> về cái thị trường chung của chúng ta thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 hoặc là anh chị mình có thể mình à, hoặc là để đồng hành với em trong cái room khách hàng hoặc là anh chị mình có thể mình tham gia vào cái room cộng đồng ở dưới cái phần mô tả hoặc cái phần bình luận anh chị ha để mà mình cùng nhau mình cập nhật những cái tín hiệu trong phim là tốt nhất ha thì em cũng xin kính chào anh chị mình à. em cũng xin kết thúc video tại đây